mẹ tôi trước và sau khi tôi thi đại học kiểu. Ơi, bữa nay thi đại học phải không? Dạ. Mẹ có nấu cho mày đậu đỏ nè, đem lên trường ăn nghe, nhớ một mình ăn nghe, đừng chia cho bạn bè ăn nha. Nghe nhớ ăn nó, ăn đi lấy hơn. Nhớ không? Đi. Thắng làm bài tốt với con. Dạ. Ừ. Nu mười mấy năm trời ha, chưa thấy lúc nào mà buông cái tay ra là phụ cha phụ mẹ hết trơn á. Cái phòng nó như cái chuồng heo vậy đó, mà cứ thể gảnh ra một cái ha, buông ra một cái là đi chơi à, đẻ ra là con người mà chân như chân ngựa vậy đó. Hở cái búng, hở cái đi, cứ thi đi chơi đó, nhắm đi được hay thì đi luôn, đi luôn. Mẹ ơi, hết tiền phải không? Đây nè, mẹ có tiền à, mẹ cho nè, lấy đi chơi bời được vô. Cho con tiền đủ con mua cây cuốn ở rồi. Nhà không mà tiền, cái gì mà tiền, không có tiền bạc gì hết trơn á. Ơi con mai thi rồi phải không? Học từ phía giờ rồi, bây giờ muốn học lại coi tivi đi cho thư giãn, còn cái đầu óc nó minh mẫn, nó khỏe hẳn ra, nó không có căng thẳng nữa. Coi đi. Tối ngày ha, cái mặt chỉ giỏi á là cắm đầu vô cái tivi với cái điện thoại đấy, chứ không làm gì gì hết trơn á. Thử phụ làm việc nhà được một bữa cũng không được hay sao á. Trời nè, phở có rồi nè, ăn đi con. Ê, hôm nay mẹ nấu món con thích luôn á. Chứ sao nữa, ăn thử coi ngon không. Gái mày thích hay là mày mua hết á. Ngồi đó ăn đi. Cái gì vậy mẹ? Mẹ nói nấu phở mà sao đưa cái phở ghế? Phở gì? Nhà có gì thì ăn cái đó đi, sao mà đòi hỏi quá trời quá đất đi. Có rồi hỏi đâu, mẹ nói nấu cho con mà. Bây giờ thèm gì thì lớn rồi tự nấu đi, chứ cái gì cũng tới tay không à. Ai nhờ đâu, cái nhà có phở Vi Phong tự nấu ăn luôn, cái đó cũng ngon mà.